Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Grandpa phiên bản 110 cổ điển của năm 2024 vừa được Honda Việt Nam cho bắt vào ngày 29 tháng 9 vừa rồi. Và phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản màu vàng trắng các bạn nha. Ở video trước thì mình đã quay gửi đến các bạn cái phiên bản màu xám trắng rồi. Bản thân mình ấy thì đánh giá cái màu sắc đó chưa cao lắm. Và rất nhiều bạn cũng để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình, cũng khen và chê, và chủ yếu chê nhiều hơn cho cái phiên bản màu xám trắng. Còn phiên bản màu vàng trắng ở đây, mình thấy rằng ấy nó đẹp hơn đôi chút. Mình sẽ giới thiệu riêng để các bạn có thể nhìn ngắm như sau. Rất nhiều những cái mảng nhựa được sơn màu vàng này, nhưng vàng sữa các bạn nhé, nhìn cực kỳ ok luôn. Kế bên đó là những cái màu sắc trắng ở hai bên yếm trước của xe. Tuy nhiên logo thì chưa thực sự ưng mắt lắm, vẫn tối màu, không tạo nên nét riêng biệt nổi bật cho cái mẫu xe Honda Grandpa này. Còn lại tổng thể thiết kế trên xe đều tương tự là giống nhau và giống với những cái phiên bản của năm 2024 ra mắt ấy vào hồi tháng 7 vừa rồi, cũng như các phiên bản của năm 2023 trở về trước. Trang bị hệ thống phanh cơ, vành nan hoa, giảm sóc trước, giảm sóc sau được sơn màu bạc giống phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Còn 2024 các bạn biết rồi, đã sử dụng bằng cái giảm sóc sơn màu đen, lưu ý các bạn gửi đến các bạn như vậy. Cục máy của xe vẫn hiện tại là cục máy xăng 4 kỳ 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất là 6,12 kW, tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 8,44 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe đây các bạn có thể theo dõi, rất là thon gọn thôi, Honda Grandpa là vậy mà. Tuy nhiên thì không có nét khác biệt quá nhiều các bạn nha. Vẫn thế thôi. Bộ tem xe ở hai bên hông xe nhìn cũng rất là tối luôn. Như có vết bẩn ở trên cái phần hai bên hông xe. Cái nội dung này mình có nói thật như vậy. Chưa thực sự đánh giá cao lắm. Thậm chí còn không đẹp bằng mấy cái màu sắc sơn độ 3D đến từ xe máy Lai Châu chỗ mình hay quay. Các bạn có thể lưu ý chừng như vậy. Mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm tương tự, loại bỏ nút tắt bật đèn, chìa khóa 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ. Còn yên xe vẫn phải mở ở phần hông xe. Tí mình sẽ quay luôn thêm lại cho các bạn cái phiên bản màu xám trắng các bạn nhé, để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Hiện tại tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe vẫn là 1,72 lít trên 100 km, tương tự giống với cái phiên bản của năm 2024. Các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây, màu này khá là ok. Nhìn thoáng qua nhiều bạn có nhận xét rằng ấy giống mẫu xe FX trước đây các bạn nhé. Mình thấy như vậy, đặc biệt là cái phiên bản màu xám trắng ấy. Các bạn nhìn thoáng qua khá giống mẫu xe FX, tại vì trước đây ấy, những mẫu xe FX cũng được phối màu tương tự với những cái dàn yếm của xe ở hai bên là những cái màu trắng, còn xen kẽ vào đó những cái màu xanh, màu vàng, màu xám, màu đỏ vân vân. Các bạn có thể biết chắc như vậy rồi các bạn nha. Giá bán hiện tại 19 triệu trong phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. Còn đây các bạn có thể theo dõi, đây là phiên bản màu xám trắng. Nhìn thì cũng có những cái nét nó mới lạ hơn thôi, tuy nhiên thì chưa thực sự là ấn tượng lắm. Logo nó cũng rất là tối màu, không toát lên cái vẻ ấn tượng thể thao. Thường thường thì tất cả các hãng muốn sản xuất ra một chiếc xe, người ta lựa chọn những bộ tem xe nhìn nó ấn tượng thể thao hơn, để đem đến những cái nét nhìn mới lạ hơn và để nó phân biệt giữa các cái đời khác nhau các bạn nhé. Thậm chí Honda Grandpa cũng là một cái mẫu xe ví dụ luôn. Đời 2023 và 2024 màu sắc là tương tự giống nhau, nhưng tem xe được thay đổi, kể cả những cái đời từ 2022 trở về trước cũng vậy. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý hơn. Phần màu xám, nhưng mà mình thấy là dạng xám ghi sữa, nó làm đậm đậm hơn một chút. Tem xe thì được cũng trang bị cái màu xám tương tự như vậy, nhưng mà nó không làm nổi trội lên chữ Way và Alpha. Các bạn có thể lưu ý. Trang bị cho xe thì vẫn tương tự này, phanh cơ vành nan hoa, 4 số 110cc. Hiện tại thì với những bạn nào mà thích lên hệ thống phanh đĩa cũng có được các bạn nhé, đại lý cũng sẽ lên cho các bạn, rồi hệ thống vành đúc cũng được, hoàn toàn có thể ok. Nhưng các bạn bỏ xe một số tiền nữa, hệ thống vành đúc cho cả trước và sau và đâu đó vào khoảng tầm 1,2 triệu, hệ thống phanh đĩa cho bánh trước của xe cũng vào khoảng tầm 1 triệu đến 1,2 triệu các bạn nhé. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Các bạn theo dõi cho mình một chút này, ở phần cốp xe đây, bình xăng dưới yên xe, loại bỏ đi cái hệ thống kiểm soát hơi xăng e-bavo rồi. Dung tích bình xăng là 5 lít thôi, các bạn có thể theo dõi. Còn lại mọi thứ trên xe tổng thể thiết kế là tương tự giống nhau, không có quá nhiều điểm khác biệt.
Và giá bán của hai cái phiên bản mới lần này cũng là 19 triệu luôn, để cho những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua các bạn có thể tham khảo. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần với chợ trung tâm của thành phố. Rất nhiều các video khác nhau mình quay về các mẫu xe Honda đến từ đại lý rồi. Các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý lease điện thoại 0969188283. Xe Thứ của xe Châu tư vấn cụ thể gửi bạn về các mẫu xe Honda Grand Alpha này. Từ những màu sắc sơn zin đến các màu sắc sơn độ đều có đầy đủ ở đại lý. Mình sẽ báo giá thêm cho các bạn nhé, những cái phiên bản khác nữa để các bạn có thể theo dõi này. Hiện tại rẻ nhất đang là cái phiên bản tiêu chuẩn với 3 tùy chọn về phần màu sắc này, bao gồm có xanh dương đậm, màu đỏ và màu trắng, giá bán là 18.500.000. Còn phiên bản màu đen mờ giá bán hiện tại cao nhất là 19.700.000 đồng các bạn nha, cho những bạn nào quan tâm. Những màu sắc sơn độ 3D ấy, sơn độ 3D mà hệ thống phanh cơ vành nan là 21.500.000. Sơn độ 3D lên hệ thống phanh cơ nhưng mà vành đúc là 22.700.000 đồng. Các bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Đại lý đang có gần 20 các màu sắc sơn độ khác nhau, đều rất đẹp và rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại cho những bạn nào yêu thích. Còn ngày hôm nay thì mình đã quay cận cảnh chi tiết cả phiên bản màu vàng trắng và phiên bản màu xám trắng, là những phiên bản cổ điển của năm 2024 trên mẫu xe Honda Grand Alpha được Honda Việt Nam cho bắt vào ngày 29 tháng 9 vừa rồi. Có thể nói một điều, đây là một cái điểm nhấn nó chỉ gọi là nhỏ thôi, không có quá nhiều điểm khác biệt. Ngoại trừ màu sắc một chút, tem xe thì không bàn tới rồi, quá xấu, thậm chí còn xấu hơn những tem xe trước đây của những cái đời từ năm 2023 trở về trước. Còn lại tổng thể thiết kế trên xe thì cũng không thay đổi gì cả. Có khi những cái còn làm lại, như phuộc của xe được sơn vẫn là giữ lại cái màu sơn của phiên bản 2023. Tại vì cái màu sắc này mà cho cái cặp phuộc màu đen vào thì đúng là nhìn không đâu vào đâu cả các bạn nha. Nên mình họ cũng đưa cái màu bạc vào để nó xuyên tông hơn, bởi vì những cái màu trắng trên xe được trang bị nhiều hơn. Ví dụ như màu trắng toàn bộ mà sơn đen thì lại được, nhưng mà cái này mà lại sơn đen vào nữa thì nhìn nó lại không đâu vào đâu cả. Dàn yếm trong nhựa của xe cũng vậy, nếu mà sơn đen lại thì cũng không đâu vào đâu cả. Chính vì vậy mà họ cũng đã để dàn yếm phía trong xe vẫn là dàn yếm trắng, để nó có những cái sự tương phản giữa trắng và vàng, trắng và ghi xám ghi, để khách hàng Việt Nam chúng ta có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Rồi, đó là toàn bộ nội dung như vậy để các bạn có thể theo dõi thông qua video này. Muốn tìm mua cứ đến đại lý để mua xe và nói tốt năm giới thiệu các bạn nha. Đâu đó cũng được giảm đi một chút ít nữa và nhận những món quà tặng ưu đãi hấp dẫn. Chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng trong thời điểm này. Cuối thời điểm đang có áp dụng chương trình là 0,95% thì phải. Các bạn có thể lưu ý chừng như vậy khi đến đại lý các bạn nha. Cứ gọi theo số điện thoại của anh Thứ sẽ được tư vấn cụ thể hơn. Rồi, các giá của mình, nếu các bạn đã chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.